Ngày 28 tháng 8 năm 2021, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh có công văn gửi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình về việc đưa đội ngũ shipper tham gia vận chuyển hàng hóa liên quận huyện, thành phố Thủ Đức trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường giãn cách xã hội vì Covid-19 nhằm giảm tải áp lực và quá tải trong việc đi chợ hộ. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ shipper vốn thông thạo mạng lưới giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp vận chuyển hàng đến từng hộ dân tốt hơn. Mỗi shipper có thể giao 20 đến 25 đơn hàng một ngày. Vì vậy, nếu huy động được 25.000 shipper, có thể phục vụ nhu cầu mua sắm của khoảng 500.000 đến 625.000 hộ gia đình. Ngoài ra, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra giải pháp để vận chuyển hàng hóa an toàn. Chỉ cho phép shipper đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng Covid-19 từ ngày 13 tháng 8 trở về trước được tham gia lưu thông, cung ứng hàng hóa. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cung cấp ứng dụng shipper chịu trách nhiệm lập danh sách shipper đủ điều kiện gửi về Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh để đưa vào cơ sở dữ liệu tra cứu shipper, phục vụ cơ quan chức năng tra cứu trực tuyến khi cần thiết. Đồng thời, sẽ xét nghiệm nhanh Covid-19 cho shipper định kỳ 3 ngày một lần, chi phí xét nghiệm do doanh nghiệp chi trả. Trước đó, Grab đề nghị với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, công ty này được cung cấp miễn phí hạ tầng ứng dụng Grab tại thành phố Thủ Đức và 7 quận huyện mà các shipper hiện không được phép hoạt động. Người dùng có thể dễ dàng vào một GrabMart, chọn mặt hàng tại các điểm bán hàng gần khu vực sinh sống. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trong các bản tin sau.